hỏi: "Cha mẹ con không tán thành việc con xuất gia vì họ nghĩ rằng xuất gia không phải là điều tốt. Riêng con rất muốn đem Phật Pháp cảm hóa cha mẹ mình, nhưng nếu con xuất gia sẽ rất dễ gây ác cảm với họ. Vì vậy, xin sư phụ chỉ dạy con một phương pháp khiến họ từ từ tiếp nhận Phật giáo và học cách tọa thiền." Đáp: "Được, muốn làm cho cha mẹ con không phản đối việc con xuất gia thì rất dễ thôi. Lúc trước ở Mã Lai có một vị xuất gia. Vị này thấy người xuất gia ở dạng Phật thành đều đắp y nên thầy cũng muốn đắp y. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, sư phụ của thầy cũng không cho phép thầy đắp y. Lại còn nói rằng người xuất gia không cần thiết phải đắp y. Thầy bèn hỏi tôi nên làm sao. Tôi bảo: "Hỏi thử sư phụ thầy rằng nếu đắp y con nhớ mình là người xuất gia nên không dám sinh tâm dâm dục, nếu không đắp y con cứ muốn đi tìm phái nữ. Hỏi sư phụ của thầy vậy thầy phải làm sao, xem ổng có đồng ý cho thầy đắp y hay không." Thế là thầy trở về hỏi sư phụ. Ông sư phụ nghe thầy nói vậy bèn không ngăn cản việc thầy đắp y nữa. "Còn về vấn đề của con có thể nói với cha mẹ con rằng nếu con không xuất gia, con chỉ nghĩ đến chuyện ăn nhậu, chơi bời, cờ bạc, nghiện ngập, giết người, đốt nhà, việc gì con cũng dám làm cả. Nhưng nếu con xuất gia rồi, vì thọ giới cấm không sát và phóng sanh, nên tự nhiên con sẽ không dám làm những chuyện hắc ám như thế. Rồi hỏi cha mẹ con, vậy con nên làm sao? Xuất gia hay không nên xuất gia? Thế nào tốt cho con hơn?"